Siêu thị máy thì chị An Khang xin chào. Ngày hôm nay thì một sản phẩm nữa của Dell sẽ ra mắt quý vị. Đó là Dell Virtuo 3468 phiên bản Core i5. Vâng, sản phẩm này là một sự lựa chọn hoàn hảo cho người dùng văn phòng công sở và sinh viên với thiết kế kiểu dáng cứng cáp, chắc chắn và nhỏ gọn. Được trang bị chip xử lý mới nhất, ổ cứng lớn và hỗ trợ card rời mạnh mẽ, chiếc laptop Virtuo 3468 này sẽ là công cụ giúp bạn giải quyết những công việc văn phòng đến giải trí hay xem phim, nghe nhạc hàng ngày. Máy có thiết kế thuận tiện khi di chuyển, đẹp mắt với một màn hình gọn 14 inch, dễ dàng để bỏ máy vào trong túi du lịch và đem theo trong các chuyến công tác. Lớp vỏ được làm từ nhựa cao cấp với vân hạt gạo sần, nhưng cho cảm giác rất là mịn khi chạm tay vào, tuy nhiên điểm yếu đó chính là dễ bám vân tay và mồ hôi. Virtuo 3468 có độ phân giải màn hình tiêu chuẩn HD và tích hợp công nghệ chống lóa cũng như card đồ họa rời mạnh mẽ khiến cho các cảnh quay của game hay xử lý hình mẫu 3D luôn mượt mà. Điểm sáng của chiếc laptop này chính là chức năng bảo mật vân tay và hệ thống bàn phím hiện đại, được thiết kế phù hợp với các phím bấm tốt, êm ái cùng với độ rộng vừa phải cho khả năng soạn thảo văn bản chính xác hơn. Riêng bàn di chuột thì có diện tích rộng rãi, cảm ứng nhạy, bắt chuẩn xác và bề mặt trơn mịn cho cảm giác dễ chịu trên từng đầu ngón tay. Virtuo 3468 hỗ trợ đa dạng kết nối với các cổng LAN, VGA, HDMI và hai cổng USB ở cạnh trái. Cạnh phải của chúng ta thì vẫn còn ổ đĩa quang cho các bạn sinh viên học ngoại ngữ. Kế bên là một cổng USB, combo jack âm thanh 3.5mm và khe đọc thẻ nhớ SD. Hiện nay, Dell vẫn trung thành với kiểu thiết kế pin rời và được làm nhô lên để tạo khoảng không thoát gió khiến máy hoạt động mát hơn và giữ cố định được laptop chắc chắn trên mặt bàn. Dung lượng pin ở mức 3 cell đáp ứng được khoảng 3 tiếng đồng hồ cho các tác vụ thường ngày. Không chỉ chiếm cảm tình bởi vẻ ngoài mạnh mẽ, màn hình nhỏ gọn, chiếc laptop Dell Virtuo 3468 này còn gây ấn tượng bởi bộ vi xử lý mạnh mẽ Intel Core i5 7200, tốc độ 2.5GHz và đủ sức để xử lý mượt mà các tác vụ, hoạt động trơn tru và êm ái, hạn chế hiện tượng giật lag màn hình. Đồng thời với dung lượng RAM 4GB băng thông cao, ổ cứng HDD lớn 1TB, đây là một phiên bản đáp ứng tốt nhu cầu học tập của các bạn sinh viên khối kỹ thuật công nghệ thông tin. Dòng laptop Virtuo 3468 hiện đang có hai phiên bản khác nhau về tính năng đồ họa. Chiếc máy trên tay của chúng tôi đang được tích hợp card đồ họa rời 2GB AMD có khả năng xử lý đồ họa tối ưu, đáp ứng tốt các nhu cầu giải trí và chơi game online. Nhờ được tích hợp card đồ họa rời thế hệ mới mà các ứng dụng nặng như Photoshop hay đồ họa video 3D máy đều có thể xử lý êm xuôi. Tuy nhiên phiên bản còn lại lại không được trang bị card đồ họa rời, sẽ phù hợp hơn với những bạn sinh viên khối ngành kinh tế, hành chính văn phòng để sử dụng. Ngoài ra thì bạn có thể linh hoạt nâng cấp thêm RAM hoặc ổ cứng SSD để máy chạy nhanh hơn, làm việc tiết kiệm thời gian hơn. Với phiên bản được trang bị hệ điều hành Windows 10 bản quyền, giá sản phẩm chỉ khoảng 14 triệu đồng thay vì 13 triệu đồng ở trên phiên bản FreeDOS. Trên đây là những thông tin cơ bản về sản phẩm. Các bạn có thể truy cập vào website ankhang.vn để biết thêm thông tin chi tiết. Xin chào và hẹn gặp lại!